Xin chào quý vị và các bạn, ngày nay nhà phố vừa ở vừa kết hợp kinh doanh ngày càng lên ngôi, kéo theo nhu cầu xây dựng những công trình tích hợp nhiều chức năng phổ biến. Đáng chú ý, trong thời gian qua, ATZ thường xuyên nhận được những cuộc gọi tư vấn xây dựng mẫu nhà này. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu mẫu nhà phố vừa ở vừa kinh doanh của gia đình anh Nghĩa tại Ngọc Lặc. Với sự sáng tạo và linh hoạt trong cách thiết kế, kiến trúc sư đã kết hợp cả không gian kinh doanh và nhà ở một cách hài hòa nhất. Sở hữu lô đất phố có mặt tiền rộng lại nằm ở vị trí đẹp, anh Nghĩa có ý tưởng thiết kế một công trình nhà ở kết hợp kinh doanh ấn tượng. Là người yêu nghệ thuật lại thích nét đẹp hoài cổ nên anh đã lựa chọn phong cách tân cổ điển để tô điểm cho ngôi nhà của mình. Ở công trình này, anh muốn dành một tầng để kinh doanh và một tầng là không gian sinh hoạt. Qua khảo sát quỹ đất xây dựng của gia đình cũng như nhu cầu sử dụng, kiến trúc sư đã lên ý tưởng thiết kế mẫu nhà phố vừa ở vừa buôn bán cho gia đình. Với yêu cầu của gia chủ, kiến trúc sư đã thiết kế mẫu nhà phố lệch tầng, vừa có đầy đủ không gian để gia đình buôn bán, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng công năng cho tất cả các thành viên trong nhà. Thiết kế nhà vừa ở kết hợp kinh doanh như thế này, mang lại sự thuận lợi và tiện nghi tối ưu cho các gia đình. Chính việc tận dụng mặt tiền nơi phố xá đông người để thực hiện công việc kinh doanh, mang lại thu nhập cho gia đình. Sinh hoạt hàng ngày ở ngay tại nơi kinh doanh, giúp gia chủ có thể bố trí thời gian và lịch làm việc linh hoạt, cũng như có thêm thời gian cho gia đình. Công trình được thiết kế 2 tầng và 1 gác lửng, với công năng bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 khu bán hàng, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng bếp kết hợp phòng ăn, 4 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng khép kín, 1 khu sân phơi và 2 khu vệ sinh chung. Vươn mình để khoe sắc trên con phố tấp nập người qua, mẫu nhà phố tân cổ điển của anh Nghĩa đẹp nổi bật với gam màu trắng nhẹ nhàng, tinh tế. Công trình được thiết kế trên toàn bộ khuôn đất của gia đình có diện tích là 10,3m chiều rộng và 21,29m chiều sâu. Ngôi nhà đã tận dụng tối đa diện tích mặt tiền tầng 1 để kinh doanh, cửa tầng 1 được thiết kế dạng cửa cuốn, tạo không gian thông thoáng và tiết kiệm được diện tích. Kế đến bên trong là khu vực sân trước để xe của gia đình cũng như xe khách hàng, đảm bảo giữ gìn an toàn tài sản của khách khi đến mua sắm. Ngăn cách giữa khu bán hàng và khu bếp là cửa lùa kết hợp vách kính, vừa đảm bảo có sự ngăn cách giữa khu bán hàng bên ngoài với không gian riêng bên trong của gia đình. Mà khi ở trong bếp, gia chủ vẫn quan sát được khu kinh doanh bên ngoài. Phòng bếp có diện tích 27,5m², tại đây được đặt một bộ bàn ăn, và điểm nhấn trang trí không gian nhà bếp được chúng tôi bố trí một bàn đào. Ngoài tác dụng trong trang trí không gian nhà bếp, bàn đào còn có các công dụng vô cùng thiết thực. Nó có thể là nơi các bà nội trợ có đủ không gian chuẩn bị đầy đủ thực phẩm cho việc nấu nướng, hoặc là nơi trang trí khi các món ăn đã nấu xong, giúp bạn có thêm không gian lưu trữ đồ đạc trên đảo bếp. Bạn cũng có thể bố trí một vòi rửa với chậu rửa nhỏ để thuận tiện cho việc rửa rau quả.
Ngay tại tầng 1, được thiết kế một phòng ngủ thường có diện tích 14,2 m². Tầng 1, được bố trí một khu vệ sinh, vừa thuận tiện cho sinh hoạt, vừa là nơi sử dụng cần thiết cho khách đến chơi hoặc mua sắm. Chúng tôi bố trí một tầng gác lửng, nhằm tăng diện tích chiều cao sử dụng, việc này rất thích hợp với những nhà lô, nhà phố có diện tích hẹp, tầng lửng này là không gian của phòng khách. Tại đây, gia chủ vừa có thể tiếp khách, vừa quan sát được toàn bộ khu vực kinh doanh bên dưới. Việc thiết kế tầng lửng sẽ mang đến nhiều không gian sử dụng cho ngôi nhà, đảm bảo sự thoải mái trong quá trình sinh hoạt. Đặc biệt đối với những ngôi nhà tận dụng tầng trệt để kinh doanh thì việc thiết kế tầng lửng sẽ giúp bạn kiểm soát mọi thứ được tốt hơn. Tầng lửng tiết kiệm được chi phí xây dựng cho gia chủ vì diện tích cũng như chiều cao thấp hơn. Cũng chính vì điều này mà việc xây nhà 2 tầng có tầng lửng được nhiều người lựa chọn. Di chuyển lên khu vực tầng 2, nhìn sang bên trái là phòng sinh hoạt chung với diện tích 19 m². Đây là khu vực cần thiết trong các gia đình hiện đại ngày nay, giúp các thành viên có thêm không gian để trò chuyện, tâm sự với nhau. Phòng thờ có diện tích 18,1 m², hướng ban thờ được lấy theo hướng của trạch chủ và đặt tại vị trí tọa cát hướng cát. Tầng 2 được bố trí 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 20,5 m², 19 m² và 17 m², trong đó một phòng ngủ có khu vệ sinh khép kín và 2 phòng ngủ thường. Do đặc thù nhà phố, không có nhiều không gian để bố trí cửa sổ lấy sáng, chúng tôi luôn cố gắng cân nhắc làm sao các phòng đều thông thoáng, có khoảng lấy sáng tự nhiên, tạo sự thư thái, thoải mái nhất cho tất cả các thành viên. Phía sau có một khu sân phơi có diện tích 13,6 m², bố trí về phía cuối nhà, tạo sự thuận tiện và kín đáo. Phía trước là khu vực sân chơi trồng cây cảnh, tại đây được đặt một bộ bàn ghế ngồi thư giãn, ngắm cảnh của gia đình. Trên đây là những chi tiết về mẫu nhà phố của gia đình anh Nghĩa tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Nếu quý vị yêu thích những mẫu nhà của ATZ hoặc có ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà của mình, hãy liên hệ cho chúng tôi theo số hotline của công ty 0985898188, hoặc quý vị có thể để lại bình luận trực tiếp bên dưới video. Đội ngũ kiến trúc sư của ATZ sẽ liên hệ và tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi điện ngay hôm nay cho chúng tôi, để chúng tôi kiến tạo cho quý vị một ngôi nhà mơ ước. Và cuối cùng, thời lượng của video đã kết thúc, xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi video đến giờ phút này, hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.